bí thư xã giết cháu thế mạng, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của hàng chục người. Chào mừng quý vị đã quay lại kênh, kính chúc quý vị ngày mới nhiều sức khỏe và sau đây là phần cập nhật tin tức. Tiết lộ khoản nợ khiến bí thư xã giết cháu vợ rồi đốt xác phi tang. Trước khi giết cháu thế mạng mình nhằm trục lợi bảo hiểm, vị bí thư xã này đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của hàng chục người. Tối 17 tháng 7, nguồn tin báo Người Lao Động cho biết trong quá trình mở rộng điều tra vụ giết người, thế mạng nhằm trục lợi bảo hiểm đối với ông Đỗ Văn Minh, nguyên bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, cơ quan điều tra đã phát hiện ông này còn chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều người. Theo đó, ngày 4 tháng 1, anh N.B.H. sinh năm 1976 và anh N.H.T. sinh năm 1982 cùng ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, gặp ông Minh tại một quán cà phê ở thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để lập hợp đồng đặt cọc mua 35 hectare đất của ông Minh tại huyện Đắk Gơ Long, tỉnh Đắk Nông với giá 430 triệu đồng hectare. Theo thỏa thuận, ông Minh có trách nhiệm làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc xin cấp phép dự án chăn nuôi heo. Sau khi ký hợp đồng, anh T và anh H đã chuyển đặt cọc cho ông Minh 3 tỷ đồng nhưng ông Minh không thực hiện như thỏa thuận. Quá trình điều tra cũng xác định, ông Minh nợ chị LTN, sinh năm 1980, ngụ thành phố Hà Nội, tổng số tiền 10 tỷ đồng. Theo đó, khoảng đầu tháng 11 năm 2019, ông Minh biết được một công ty ở thành phố Đà Lạt chuẩn bị thu mua khoảng 50 hectare đất tại xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, với giá 2 tỷ đồng, ha để làm dự án trồng hoa. Lúc này, ông Minh nói với anh L.B.B, anh trai của chị N, rằng ông có thể mua đất giá rẻ hơn rất nhiều rồi bán lại kiếm lời. Sau khi được anh B trao đổi, chị N đã liên hệ với ông Minh để chuyển tiền nhờ ông Minh mua đất. Sau đó, chị N đã hai lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho ông Minh với tổng số tiền 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Minh không mua đất mà sử dụng để mua bán cà phê trực tuyến và trả nợ cho một số người ông Minh đã vay trước đó. Một trường hợp tiếp theo là bà HTT. Sinh năm 1969, ngụ tỉnh Lâm Đồng, đã bị ông Minh chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng. Sau khi được bà T nhờ mua đất, tháng 7 năm 2019, ông Minh đã nhận số tiền 2,6 tỷ đồng tiền đặt cọc của bà T. Tuy nhiên, ông Minh không thực hiện. Ngoài ra, từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 3 năm 2020, ông Minh đã vay tiền của 13 người với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền mà ông Minh đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 23 tỷ đồng. Vì những hành vi phạm tội này nên cơ quan điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Văn Minh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối với hành vi hủy hoại tài sản, cơ quan công an xác định, ngày 4 tháng 5, ông Minh đã đốt xe bán tải bằng kiểm soát 51C-715.70 để tạo hiện trường giả. Chiếc xe đang được thế chấp tại một ngân hàng và còn nợ hơn 97 triệu đồng tiền gốc. Phản ánh, ông Minh nảy sinh ý định mua bảo hiểm rồi tìm xác chết đóng giả mình. Mục đích là để mọi người lầm tưởng ông Minh đã chết, xóa nợ và để vợ con được hưởng tiền bảo hiểm. Sau khi mua gói bảo hiểm giá trị lớn, ngày 25 tháng 4, ông Minh vào nghĩa địa tại thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Đắk Gơ Long, đào một ngôi mộ người mới chết nhằm lấy xác. Tuy nhiên, khi đào gần đến quan tài thì dừng lại. Tối 3 tháng 5, ông Minh đến nhà dãy của người cháu là anh Trần Nho Vương đang ở, làm thuê tại thôn 5, xã Đắk Ha, huyện Đắk Gơ Long. Tại đây, cả hai uống bia rồi cùng đi ngủ. Đến khoảng 0 giờ ngày 4 tháng 5, ông Minh dậy lấy cây búa đánh vào đầu anh Vương khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau đó, ông Minh đưa thi thể nạn nhân lên xe bán tải rồi điều khiển đến quốc lộ 28, đoạn qua xã Đắk Som, huyện Đắk Gơ Long, tạo hiện trường vụ tông xe. Đồng thời, tháo đồng hồ và chùm chìa khóa của mình bỏ lại trên xe rồi châm lửa đốt xe. Trước khi vụ án được sáng tỏ, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể trong xe cho gia đình ông Minh lo hậu sự. Lúc này, ông Minh đang trốn ở Bình Phước và thường xuyên mở camera an ninh của gia đình để theo dõi đám tang của mình.
Xót xa hơn, cha mẹ của anh Vương đã qua nhà ông Minh phụ giúp tổ chức tang lễ mà không hề biết đó chính là đám tang của con mình. Đến nay, ông Minh đã bị cơ quan chức năng khởi tố 4 tội danh gồm giết người, xâm phạm mồ mả, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và hủy hoại tài sản. Cảm ơn mọi người đã đồng hành, hãy bấm nút like, nút đăng ký miễn phí và bấm vào cái chuông để nhận nhiều video mới nhất. Xin chào tạm biệt. We'll be right back.